Nửa tháng qua, kể từ khi dịch MERS bùng phát, đã có gần 40.000 hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Nghĩa là mỗi ngày các chiến sĩ biên phòng phải tiếp xúc với hàng ngàn lượt khách thuộc các quốc gia vùng lãnh thổ khác nhau. Trong đó có gần 1/4 khách đến từ vùng dịch. Thế nhưng việc phòng chống dịch ở đây đang gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu phương tiện, trang thiết bị và nhân lực. Lo ngại vì dịch MERS có thể lây lan qua cửa khẩu biên giới Campuchia, nhưng lực lượng biên phòng ở đây chỉ được trang bị duy nhất một chiếc khẩu trang khi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Không ít người đang lo lắng vì mỗi ngày phải tiếp xúc trực tiếp với hàng ngàn khách nước ngoài. Chúng tôi không biết được hành khách nào là bệnh và hành khách nào không bệnh gì là mắt thường chúng ta không thể nào nhìn thấy. Hơi lo lắng về vấn đề đó. Phân loại hộ chiếu, kiểm tra thân nhiệt, lấy tờ khai kiểm dịch y tế đối với những hành khách sinh sống và lưu trú từ vùng dịch như thế này là bắt buộc. Lực lượng biên phòng cùng cán bộ kiểm dịch y tế đã phải huy động tối đa lực lượng. Anh em trực gác đây 24/24, rồi máy móc rồi lúc nào cũng mở 24 luôn. Rồi có những cái phòng cách ly ở trong trạm. Nếu có trường hợp nào nghi ngờ thì sẽ đưa vào đó và anh em sẽ lấy mẫu gửi đi. Tuy nhiên, theo lực lượng biên phòng cửa khẩu, trước khi đến với khâu kiểm tra y tế phát hiện MERS, họ phải tiếp xúc trực tiếp trung bình trên 3.000 du khách quốc tế mỗi ngày, nhưng lại không có đủ phương tiện bảo vệ, phát hiện sớm nên có nguy cơ lây nhiễm cao. Họ đang rất cần có thêm trang thiết bị cần thiết ngăn chặn MERS để an tâm hoàn thành công tác phòng chống dịch nơi cửa ngõ biên giới.